Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Huỳnh Trang. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn 3 nhóm thực phẩm mà các bạn cần lưu ý trong việc điều trị mụn để chúng ta có kết quả tốt hơn. Một là nhóm thực phẩm từ tinh bột đường, đó là nhóm thực phẩm có chứa chỉ số gluco cao hay còn gọi tắt là GI. Vì chúng ta khi chúng ta sử dụng cái nhóm thực phẩm này sẽ làm cái insulin trong máu chúng ta sẽ tăng và làm kích thích tăng sinh cái tuyến bã của chúng ta, cho nên việc điều trị mụn nó sẽ thất bại. Thì nhóm tinh bột là bao gồm những cái thức ăn từ gạo, bánh bao, bánh mì, bánh phở, đó là loại tinh bột mà làm cho cái insulin trong máu tăng nhiều, kích thích tăng sinh cái tuyến bã của chúng ta. Nhóm thứ hai là nhóm thức uống có ga và những cái thức ăn nhanh. Vì cái nhóm này sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc mà tăng sinh tuyến bã càng nhiều hơn, đặc biệt là làm thay đổi cái hormone làm cho cơ thể chúng ta bị chuyển đổi, cho nên nó là gây lên những cái mụn nội tiết. Ví dụ như là từ thức uống có ga là từ Coca-Cola hay là soda hoặc là Pepsi, còn cái thức ăn nhanh đó là gồm những cái khoai tây chiên, hot dog hay là xúc xích, những cái loại đó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc mà điều trị mụn của chúng ta. Nhóm thứ ba đó là những cái thực phẩm từ sữa, chế biến từ sữa, đó là một trong những cái lý do mà nó làm tăng sinh cái lượng đường trong máu, kích thích cái tuyến nhờn của chúng ta sẽ nhiều hơn, do đó làm cái rối loạn cái hormone của chúng ta, mụn nó sẽ điều trị không có hiệu quả được, cho nên chúng ta nên lưu ý. Tuy nhiên, nói tới sữa thì chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta sẽ không sử dụng sữa các bạn. Ví dụ như các con đang ở tuổi dậy thì, các con đang lớn thì không có lý do gì mà chúng ta ngừng hoàn toàn sữa. Chúng ta có thể chọn những loại sữa phù hợp với các con. Ví dụ như là các con có thể dùng sữa ít béo, sữa tắc béo, những cái loại sữa không đường để cho các con dùng. Và các con nên uống sữa, nhưng mà chỉ các con phải uống nhiều nước hơn để trung hòa cái lượng đường trong máu, tổng hợp thức ăn cũng giống như là làm trao đổi chất nó cũng sẽ tốt hơn. Các con thay vì các con ăn những cái thức ăn mà tinh bột đường nhiều vậy thì các con nên ăn rau nhiều. Không phải là các con phải tuyệt đối là không sử dụng sữa, cho nên là các mẹ cũng nên lưu ý cái việc mà chọn sữa cho con trong cái giai đoạn mà các con lớn. Chúc các bạn thành công điều trị hiệu quả trong việc điều trị mụn. Các bạn có những cái thắc mắc, những câu hỏi gì các bạn có thể comment để cho bác sĩ Trang sẽ giải đáp nhé.